YouTube, anh Facebook, thuận điện CT. Thành ra là mình sẽ sử dụng cái máy này để mình hút thử coi nó lên hay không. Ghê chưa, nó bươn một đống cát vô cái bụng của nó nè. Cô bác Ngọc coi tới cái khúc này chảy nước miếng đựng chữ nha. Nhưng mà nhìn giống hệt như là con sóc rồi chứ con mẹ. Người bệnh nặng ra làm vật thí nghiệm, xong rồi mới thí nghiệm trên cái người mạnh khỏe. Cây nước mà chạy ba máy luôn nha, một cái motor này, một motor bên kia, rồi một cái máy bơm hút ở đây nữa. Một xíu mồi nước vô đó rồi mình khóa cái van đó lại. Cái này giật tiếp nha, giật tới chiều thế nào nó cũng chạy được cái à. Rồi mệt quá rồi mà nó không có chạy. Bữa nay mình sẽ tiếp tục cái công trình của mình ở đây đây. Nói tiếp tục của cô Hoài nha cô. Tại sáng sớm tới giờ là mình đã làm ở đây rồi, nhưng mà thấy cái công việc nó lặt vặt quay quá nhiều á cô bác. Cô bác xem nó cũng nhàm chán. Mình đã dùng một số cách nữa nhưng mà hiện tại nó vẫn không lên nước cô bác. Thì bữa nay là ngày 4 tháng 4 năm 2020 rồi, còn âm lịch là ngày 12 tháng 3 năm 2020. Thì giấc này mình sẽ chuyển qua cái cách khác, có nghĩa là mình sẽ lấy cái máy bơm động cơ xăng đây của máy này, nó hút dữ lắm cô. Để mình... okay. Hey, cái máy bơm xăng này đây cô có mình thấy nè. Thì cái máy này cái lực hút rất là lớn luôn đó. Thành ra là mình sẽ sử dụng cái máy này để mình hút thử coi nó lên hay không. Cái máy này thì áp lực nó rất là lớn luôn cô ạ. Rồi mình sẽ di chuyển ra nha để xem coi nó lên nổi hay không, còn mình sẽ tính tiếp. Còn mấy cái motor này á cô thì nó đã chào thua rồi. Motor này với cái motor kia thì nó lên không nổi rồi. Còn cái máy này thì nó đã bệnh nặng lắm rồi cô bác, nó bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Bây giờ là nó hồi chạy hồi không, nó già quá già rồi cô bác, quá cổ lỗ sĩ rồi. Bu ghi mấy cái bình xăng con ở trong mấy cái bít tông sơ mi gì nó xước nó hư hết rồi. Nó chạy chút là nó tắt, chút là tắt rồi. Nhưng mà quan trọng là nó chạy được chút xíu thôi, để mình thử coi nó lên nước hay không. Còn cái việc chạy lâu bền á thì mình phải mua cái máy mới rồi cô bác. Giả sử như cái này mà nó lên được á thì mình sẽ mua cái máy mới. Mua cái máy mới là chạy là ngon lành. Còn cái thằng này là chỉ làm vật thí nghiệm thôi đó. Cũng giống như là cái gì vật này là bắt tử tù của cô bác. Những cái người bệnh nặng ra làm vật thí nghiệm, xong rồi mới thí nghiệm trên cái người mạnh khỏe bình thường đó. Rồi vật này mình sẽ ra thử nha. Mình sẽ gáp vô đây, gỡ toàn bộ cái đống này ra. Trời ơi, nghĩ thấy mà nó ngán á cô bác. Cô bác kèo coi không biết có ngán hay không, nhưng mình làm cái này giết nó cũng ngán nữa. Thôi bữa nay mình quay ít lại hết cô bác. Tại vì quay ban đêm mà thức tới 1-2 giờ làm phim mà bữa sau ốp lên nó quải quá rồi. Bữa nay mình quay ít lại thôi nha, quay ngắn ngắn thôi. Thank you.
vừa ăn cơm xong, giờ lại tới giờ hái đường điển. Đã ghê chưa, khoảng chừng ký ngoài à. Đó, hơn nửa thùng. Này thì hơn nửa thùng. Có xem nè, đã không? Ngon ghê chưa? Đó. Rồi, dắt này vô nha cô. Về tới đây cũng thấy đại ca của mình nằm trong cái hố nè, thấy tội nghiệp không? Đại ca của mình á nằm trong cái hố nè. Ơi, cô bắt dòm nè. Nó bươi một đống cát vô cái bụng của nó nè. Nó chui vô cái lỗ gì đó, gì mới chịu đó. Đại ca đó. Rồi, rồi mấy cái lan nè, nó muốn xỉu trơn à, nắng quá à. Rồi, vô và tiếp tục cái công trình của mình. Rồi, bữa nay ăn xoài nữa nha cô á. Trời ơi, cô bác Ngọc coi tới cái khúc này chảy nước miếng đựng chữ nha. Rồi hết nổi rồi cô á. Dòm nè à, đại ca của mình nè, vô nhà nè. Dòm cát nè, nó tha vô đầy nhà theo nè đó, đại ca đó. Đại ca nè. Đại ca tha cát vô nhà đó. Cát nè, khủng khiếp à. Rồi chắc này mình ra cái công trình của mình nha. Gặp mấy con này không quay không được cô á. Nhìn mất ghét nó quá. Nhìn đã không à. Cô bác nè, dòm nè, con mèo. Nhưng mà nhìn giống hệt như là con sóc rồi chứ không phải con mèo. Dòm nè, mấy cái sọc lưng của nó nè, chạy từ trên thẳng xuống dưới đuôi luôn, nhìn đã lắm. Còn cái mình của nó nè, cô bác dòm nè đó. Nhìn đã không đó, con này là con sóc chứ không phải con mèo luôn nha. Trời ơi, nó bú miệt mài luôn đó. Rồi, mình lại ra các công trình của mình ngoài này. Mà khoan cô bác ơi, nắng quá rồi, cái máy của mình nó bị nắng dội vô nè. Đây là cái độ đậy cái máy của mình coi. Trời ơi, xoài ở khắp nơi hơn, chỗ nào cũng có xoài luôn. Ừ.
cái máy của mình nó mới cô bác, nhưng mà ngặt cái mấy cái đợt đi mà bị mắc mưa cô bác, đang chạy á, đang chạy ngoài đường cái mắc mưa, cái mưa nó xối vô này nó xét cái bồ lửa uổng hết sức luôn. Còn cái máy thì còn máy chát nữa cô bác. Đây là cài. Rồi chế cái thùng gì là đẩy ngon lạnh luôn. Đó, giác này là mực nước là khoảng 3,5 m ở dưới đó cô bác, rất là sâu ở dưới luôn, như cái vực thẳm cô bác dòm nghe. Cái xuồng của mình là nghe có logo nghe đó, YouTube and Facebook Thuận Điền CT đó, có logo luôn nghe, nhìn đẹp ghê không. Rồi chở vào, ôi xài nè, xài mà đi mà đụng đầu bóp bóp vậy. Mấy cái xài nó bự dữ lắm nha, bữa nay nó hơn 1 gang rồi nè đó, bữa nay nó hơn 1 gang rồi đó, đi đụng bể đầu chết luôn. Rồi, nắng quá không biết sao mà mình tiếp tục cái công trình này của mình được đây, nó xa nắng rồi. Rồi quan trọng là giật cái máy này nó chạy hay không nữa nè, hồi nãy quên giật trước, bây giờ gáp vô đây rồi sao mà giật. Cái máy này nó hồi chạy hồi không nè cô bác, nó vui nó chạy mà nó buồn cái nó ngủ luôn đó. Thành ra bây giờ gắn đỡ cho nó chạy cái đi, rồi chạy mà nhắm lên nước được đi, rồi mình sẽ mua cái máy mới. Chứ cái máy này thì chạy không có nên thân đâu, để mình thử thôi, lấy nó làm vật thí nghiệm thôi, chứ để lâu á hổm gà để chắc cũng cả tháng rồi, thành ra mấy cái xăng ở trong này nó đi hơi rồi. Chắc nó còn nhớt hơi nhiều, có thể là nó ở đây mình cũng hết xăng luôn, còn xăng trong cái máy kia không à, thành không có đổ thêm được, đáng lẽ mình bù xăng vào cái lượng xăng bay hơi á cô bác, chứ gì nó chạy là chắc nó ra khói đen dữ rồi nha. Thôi mà kệ, cho nó chạy nó gán gán đi, cho nó ăn cơm khô không có canh đi. Rồi giấc này mình sẽ kiếm chỗ đặt cái máy quay và tiếp tục cái công trình của mình nha. Vậy là hiện tại là mình đã tháo cái motor cũ ra, sợ nó hút cái đường hơi của cái motor đó, thành ra nó sẽ bị bọng, thành ra mình tháo cái đó ra, chừa cái van ra đây, cưa bỏ khúc đó rồi, chừa cái van ra đây, chút xíu mồi nước vô đó rồi mình khóa cái van đó lại, vậy là nó đã kín cái đường đó rồi đó, nó chỉ còn cái đường này để hút lên thôi. Nhưng quan trọng bây giờ không biết cái máy này giật nó có chạy hay không nữa. Đó, rồi, rồi mình sẽ tiếp tục nha. Thì mấy cái khâu lặt vặt á, thì mình hạn chế quay ha, để cho nó cục cái video chút xíu, ngắn video chút xíu. Cái coi nó dài dòng quá rồi. Mệt quá rồi, mà nó không có chạy. Cái máy này hết xíu quách rồi, nó quá già rồi. Quá mệt luôn rồi, chút xíu giật nữa. Rồi cô bác, chắc này giật tiếp nha, giật tới chiều thế nào nó cũng chạy được cái à. Rồi 100 cái nữa mà không chạy, tiếp tục nghỉ chút xíu giật nữa. Thank you.
rồi đó cô bác. Cô bác thấy là có hiệu quả rồi đó, có nghĩa là cái máy này nó hút lên được đó cô bác đó. Vậy là thành công rồi đó. Vậy là dục cái motor ra bơm nước ở ngoài sông chơi, còn cái này là bơm ở đây là được rồi đó. Nhưng mà cái máy của mình nó hư rồi cô bác, phải chạy ra maximum nó mới chạy nổi. Nó giống như là nhớt nó hơi nhiều rồi đó. Nhưng mà tạm thời là cái thí nghiệm của mình thành công rồi đó, có nghĩa là nó hút nước lên được rồi đó. Giật hết nổi rồi, cái máy nó trứng nữa, nó chạy lên chút xíu rồi nó tắt, chạy chút xíu tắt, giật hết xí quách rồi. Rồi bây giờ vậy là coi như là cái phim của mình chắc kết thúc tại đây đó cô bác. Rồi nhưng mà chưa, để đợi chừng nữa mình mua cái máy mới về mình gắn vô đây coi nó có thực sự chạy ngon hay không thì lúc đó mình mới kết thúc cái phim này hả cô bác. Còn hiện tại là bữa nay là nó lên nước rồi đó. Trời ơi, cái chai nổi nó có vấn đề gì hay gì mà nó xì xăng quá xá rồi, để khóa xăng lại nha. À, cái máy cổ nó gì đó cô á. Và mình chùi rửa gáp cái chai nổi vô rất là kỹ rồi đó. Bữa nay nó bị kẹt bị dính gì nữa đâu không biết. Nó hư tùm lum tà la hết. Rồi. Vậy thì rồi sửa không mệt mà giật cái máy muốn té thở. Muốn té xỉu cho lộn. À. Vậy rồi bữa nay mình ngưng ở đây, bữa nay phim hơi cục cục chút xíu nha. Cô bác thấy nè, có một cây nước mà chạy ba máy luôn nha. Một cái motor này, một motor bên kia, rồi một cái máy bơm hút ở đây nữa. Nhưng mà cuối cùng cái máy này bơm được nè cô bác. Cái máy này mới khủng khiếp nè, cái đời tua nó nhanh kinh khủng lắm. Máy hai thì. Rồi, vậy là mình ngưng bữa nay ngưng ở đây ha cô bác. Rồi chừng nữa mua cái máy mới rồi mình sẽ quay tiếp. Rồi cô bác, chiều nay mình sẽ đi Long Xuyên mua cái máy bơm nước nha cô bác. Đó. Thì đây là con rẽ sắt của mình, cái nhà để xe của mình đây. Cô bác thấy ha, có GPS luôn nha. Cô bác thấy nè, gắn cái điện thoại nè cô bác. Tối quá cô bác thấy có rõ hay không, gắn cái điện thoại vào đây. Để định vị bản đồ đi nha, bây giờ là đò qua sông nè cô bác, không có còn đưa nữa.